Người hâm mộ bóng rổ ở Hồng Kông ngày 15 tháng 10 tập họp để bày tỏ sự ủng hộ dành cho quản lý Daryl Morey của đội tuyển bóng rổ Mỹ Houston Rockets sau khi siêu sao bóng rổ LeBron James thuộc Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Mỹ NBA đưa ra lời bình luận rằng ông Morey thiếu hiểu biết khi đăng tin trên Twitter hậu thuẫn người biểu tình Hồng Kông. Dòng tweet của ông Morey ủng hộ các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông hôm 4 tháng 10 làm cho các nhà tài trợ và đối tác phía Trung Quốc cắt quan hệ với NBA và khiến cho NBA phải đương đầu với những câu hỏi hóc búa về tự do ngôn luận. Bình luận của siêu sao LeBron James gây bão giữa các fan hâm mộ ở Mỹ và Trung Quốc. Nhiều người phản hồi giận dữ trên Twitter. Cùng ngày 15 tháng 10, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng kêu gọi tôn trọng lẫn nhau trong các hoạt động giao lưu hữu nghị từ các sự kiện thể thao.